Chào tất cả mọi người đến với buổi review tư vấn 1-1 của NG Pro Academy. Hôm nay lại là mình và anh Hòa, chắc là sắp được cắt luôn nhé, vẫn là mình thôi và anh Hòa thôi. Thế thì ok anh Hòa vào luôn nhé. Thế thì hôm nay đến với chương trình thì có bạn Chí Minh vừa thi đại học xong, thì đang chuẩn bị nhập học ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa công nghệ thông tin. Thì ok, rất vui khi được giao lưu với em. Em có thể giới thiệu qua chút bản thân được không? Thì em tên đầy đủ là Nguyễn Chí Minh. Năm nay thì em chuẩn bị làm sinh viên năm nhất của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia. Thì trước đó tầm hồi cấp 3 thì em cũng đi thi đấu linh tinh mấy giải lập trình thì cũng được một vài thành tích nho nhỏ. Very good. Đấy. À, thì em là thi là chuyên tin à hay nào? Không, em là trường thường ạ. À, vẫn thi. Ok, tức là cũng đi thi tin, nó cũng là rất tốt đấy, cũng là có năng khiếu. À, thế thì chắc là em là muốn là làm một career. Anh có đọc cái form đăng ký của em thì em muốn biết một lộ trình học tập cho nó hiệu quả để có thể ra được nước ngoài, cụ thể là những công ty lớn. Thì không có biết là có đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi, rồi, làm tốt. Thế bây giờ 4 năm sẽ làm như nào? Ok. Thì bây giờ cái là năm nhất này, năm đương nhiên là đầu tiên là chúc mừng em đã vào được một trường ở VNU. Trường đấy là nằm trong một trong top 3 trường favorite của chính phủ Singapore. Thì top 3 là Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Di Dân. Thì em đã vào được một trong ba trường đấy. Đầu tiên là rất là đáng mừng. Thì cái trường này là hệ, anh nhớ là 4 năm đúng không? 4 năm. Và anh rất nhiều học đấy. Thì đầu tiên là phải xử lý cho em một số cái... Đầu tiên là anh nghĩ anh khuyên là đầu tiên là tập trung vào việc học ở trường. Đã, chắc chắn rồi. Không rớt môn, không thi lại. Ra trường đúng hạn. 4 năm đấy. Nhưng tuy nhiên em biết là cái trường học đúng không? Nó là nơi học thuật. Cái bằng giúp em rất quan trọng cho việc là đi đi gọi là đi sang nước ngoài. Nhưng em nhớ là học tập ở trên trường nó là học tập theo kiểu thuần học thuật, rất là academic, em biết đấy, trường đại học mà. Thế thì thứ mà em muốn ấy nó là liên quan đến cái việc là có job đúng không? Intern job chẳng hạn. VNU nổi tiếng của một số cái bạn anh ngày xưa kể là đùng một cái năm 2 tự nhiên nó sang nhảy sang intern Google. Thì well, nó cũng có rất nhiều giai thoại hay ở cái trường này. Nên là anh nghĩ là thực sự là đây là cơ hội tốt nếu mà em nắm bắt. Thì đương nhiên là phải học cho nó hiệu quả. Tại vì em muốn là đi phỏng vấn mà. Chắc chắn là job từ là job intern này hay là job full time thì em không thể bỏ qua bước này. Thì đầu tiên để học được những cái đấy thì chắc chắn là em phải học focus những cái môn trên trường. Môn gì là môn anh nhớ năm nhất là có môn toán, rồi môn hướng rồi sao nhỉ, môn là lập trình hướng đối tượng gì đó, introduction to conversation nữa, một số môn. Tại vì nếu mà em học chất cái bản chất đấy thì em mới dễ để có thể luyện cái cách để interview. Tại vì nói thật là interview là kiểm tra những thứ rất là cơ bản, tại vì cho intern đấy ở cơ bản ở trên trường thôi, cộng thêm với cả khả năng kiểu practice của em nữa, hay anh nói vui tính gọi là khả năng diễn xuất rồi chưa, đúng không? Chứ không thể là khi mà anh đi phỏng vấn thì anh có phỏng vấn intern rồi, thì không thể là mà cậu intern là cậu cứ suốt ngày mà anh hỏi A, hỏi làm kiểu dài bài cốt A, cứ ngồi cắm mặt làm. Thế thì anh hỏi thà hỏi cái nick cốt phóc của chú cho nhanh, ngồi xem cho nó nhanh nhỉ. Không, không phải thế. Thì đó, nhưng mà đầu tiên mà em muốn luyện được cái diễn xuất đó, practice đó thì em vẫn phải học tốt cái môn trên trường. Thì như anh Hòa ngày xưa nói đấy, tại vì ví dụ như là Grab Việt Nam cũng có này. Anh nghĩ là Microsoft sớm muộn gì cũng tuyển intern thôi, quân khoan đó, ở Việt Nam. Cũng thế, may mắn thì lỡ ngỡ lại còn được Google bên nước ngoài gọi thì được. Cũng khá nhiều cây sang Google, đặc biệt là London hay là ấy gọi rồi. Thì đó thuật toán thôi. Nhưng mà thôi, tóm cái váy lại là những thứ môn này này. Mấy cái môn toán của em ấy, học cho tốt vào. Những môn lập trình căn bản. Nếu năm nhất thì chắc là không thể expect em học một số cái môn như hệ điều hành
hay là kiến trúc máy tính thì chắc phải năm 2 năm 3, nhưng mà nếu mà học được thì càng tốt, tại vì nó sẽ cửa rất lớn cho em đi intern sớm những công ty lớn nếu được ấy. Thì đó những cái môn rồi tiếp theo nữa là em biết đấy, đi phỏng vấn ở Big Tech kể Việt Nam nước ngoài ấy, thì em anh nghĩ năm 2 phải để start được, và muốn start được thì em cần gọi sao nhỉ? Cần những người mentor đi đồng hành, tại vì em biết đấy là những công ty càng lớn thì càng cần refer, em hiểu có từ refer nôm na gọi là giới thiệu đúng không, đây là gọi nói vui một chút gọi là con cháu, gọi là con cháu nhà ai vừa sạch chữ đẹp không. Thì đó thì độ tầm mà anh nghĩ là năm nhất thì em cứ học, năm hai là em bắt đầu có thể được rồi, tại vì ví dụ một số nước design hẳn một cái gọi là cái career cho intern một, à quên, một số công ty ấy. Việt Nam chắc chắn có nhé, như kiểu Google nó đặt hẳn một chương trình tên là Google Intern Step cho sinh viên năm nhất năm hai luôn, cậu nào sinh viên năm nhất cậu vào điều kinh, cậu ấy thường thường là học trước rồi, thực sự năm nhất vào được cũng gặp nhiều rồi, nhưng mà để xem mức học sức học của em thế nào chứ anh hoàn toàn để refer được. Thế thì ạ, nói thì hơi hơi già, nhưng mà năm nhất của em ấy thì em tập bọn anh có thể anh Hóa ơi. Cứ nói đi. Thế thì tiện em nói cũng nhiều để anh giới thiệu cái lộ trình cho bạn cho phù hợp, bạn ấy mới quá, thực sự thì nếu mà có một cây nào để giúp bạn này có thể năm hai vào được Big Tech intern thì cũng khác, thì anh có thể hoàn toàn theo cái design của mình thì cho nó dễ. Thực sự thì nãy giờ nhưng mà anh cũng chưa biết là mình nói là mình muốn đi ra nước ngoài Big Tech, nhưng mà em có mường tượng ra được là nó như thế nào, em có thể nói nói qua cho anh xem là kiểu em biết gì về ngành công nghệ thông tin, cũng như em biết gì về công ty nước ngoài cụ thể là như thế nào đấy, rồi những cái thứ mà em biết về ngành công nghệ thông tin, hay là anh muốn biết là xem là em đang ở cái mức độ nào về cái information mà em có thể nắm được ấy. Thì em được biết là các Big Tech thì phần lớn họ sẽ phỏng vấn về thuật toán. Thêm một chút về CS Fundamental ở một vài công ty. Hoặc như ở Amazon thì có OOP. Thì em không rõ ở cái khoản là khi mà mình đã pass qua cái bài phỏng vấn ấy, thì mình sẽ phải làm những bước gì tiếp theo để mà có thể vào được bạn đấy. Còn về phỏng vấn thì em cũng biết sơ sơ. Ý là pass qua phỏng vấn thì làm sao để vào? Thì ra Thì pass phỏng vấn thì nghĩ là nếu đi em đã đâu sao anh bắt từ ra mà nếu bạn pass phỏng vấn thì tức là người ta đã nhận em rồi đấy. phỏng Vấn đề là làm sao mình pass phỏng vấn thôi. Nếu pass phỏng vấn thì em đậu đại học rồi thì lúc đó vấn là em chọn có vào hay không vào thôi. Thế thì nếu mà đi hiện nay em ở nước ngoài mà muốn em ở Việt Nam mà em muốn đi intern nước ngoài, thực sự cái ca này thì nói thật là phải nói rất là khó, tại vì hiện tại kể cả em đi xin việc ở nước ngoài nó cũng đã khó rồi, chứ không phải là khơi khơi. Nếu mà cứ ngồi ở Đại học Quốc gia Hà Nội hay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà bảo là muốn intern ở nước ngoài, cái chuyện đấy chuyện đó là quá khó, cửa này cửa quá khó. Thứ nhất là mình không cần ở các công ty lớn để họ có thể intern. Khu vực gần nhất ở Việt Nam mình chỉ có Singapore thôi. Ở Singapore thì họ muốn có intern ở Singapore cho sinh viên Singapore, thay vì là đưa sinh viên Việt Nam sang intern. Bản chất intern nó là cái nói thẳng ra nó là một nửa là mối quan hệ của công ty đối với chính phủ sở tại. Đấy, nó tạo điều kiện. Cái thứ hai, một một nửa nó mới là vấn đề là lọc trước các nhân tài. Đấy, chứ intern không phải là chuyện là em giỏi thì em được vào, mà đôi khi nó thuộc về vấn đề phạm trù là quan hệ của công ty đấy với chính phủ sở tại. Đấy là tại sao mà các công ty thường họ mong muốn là có cái intern ở cái quốc gia đấy. Nên là cái việc mà em ngồi ở Đại học Quốc gia Hà Nội mà mơ ước đến việc mà intern ở nước ngoài thì em phải nhắm đến những cái công ty mà họ open, chứ những cái công ty close thì rất là khó. Đây là cái thứ nhất. Đấy, hiếm khi em thấy bạn nào tự nhiên nhảy qua Singapore intern, không có đâu, vì chính phủ Singapore rất strict đoạn này. Đấy đấy thì cái thứ nhất là anh nói intern. Cái thứ hai là Việt Nam mình thực ra vấn đề hộ chiếu không ạ, nên là cái vấn đề em muốn intern và làm visa intern rất là khó. Nên là cái vấn đề mà em làm intern như thế này
thì trừ phi có những các công ty mạnh như Google, Facebook họ sponsor và em phải phải thật sự là một cái candidate giỏi, chứ không phải là học khơi khơi rồi đi intern bảo là em muốn intern Google, Facebook từ đó cửa này có nhưng không sao, em phải thực sự là một candidate giỏi. Đấy. Thì đấy, còn vấn đề là sau khi tốt nghiệp mà em muốn làm các công ty big tech thì cửa này sáng hơn rất là nhiều, bởi vì khi mà tốt nghiệp ấy thì cái này mức độ quan hệ chính phủ họ ít hơn rất là nhiều. Thì cái chuyện này thì em có thể sang Singapore được và sang các quốc gia được, và quay lại thì vấn đề là em phải là một candidate đủ mạnh. Thế thì hồi nãy như em nói ấy, vấn đề là các công ty big tech phỏng vấn cái gì, thì đúng rồi, các công ty big tech thì vòng đầu tiên chắc chắn là thuật toán, không né được. Và đầu vòng đầu tiên thì phải có ít nhất 3 vòng thuật toán, vòng cái vòng đầu tiên mà em nhận được là vòng online assessment đúng không? Vòng đấy thì em có biết là mình có biết cái vòng online assessment nó trông như nào không nhỉ? Em nghĩ là nó giống kiểu concept trên Discord đấy. Ừ, đúng rồi, nó contest trên Discord, bản chất là nó bao nhiêu phút đấy, 90 phút chẳng hạn. Nó cho em vài bài code và vài câu multiple choice về CS fundamental, ví dụ như hỏi về database. Được chưa? Thậm chí có công ty có thêm vài câu về behavior nữa. Tức nó không giới hạn về cái thứ mà nó hỏi, thậm chí là sẽ có hai bài, một bài riêng về technical và một bài riêng về behavior cũng có. Chứ nó không giới hạn. Nhưng mà chắc chắn đã online assessment chắc chắn là dính toán, và phần thuật toán nặng nhất thường là nó khoảng 30 đến 70% số điểm. À, còn cái phần còn nhỏ còn lại là đủ các thể loại thứ. Ví dụ nó hỏi em OS, nó hỏi em thread process, nó hỏi em về database. À, những cái thứ mà em phải chuẩn bị. Đấy là cái vòng online assessment. À, sau khi pass online assessment thì đến vòng tiếp theo, khoảng 2 vòng tiếp theo là em chỉ ngồi nói chuyện thuật toán thôi. Đấy, và một số cái behavior, ví dụ như trong mỗi vòng thuật toán bao giờ cái ra đầu tiên nó cũng hỏi em giới thiệu bản thân. Sau đấy cái phần cuối cùng nó sẽ hỏi em một số cái câu hỏi là tại sao, do you, why do you want to join us, kiểu thế, là một số cái behavior. Rồi sau đấy với kiến thức và tùy công ty nhé, thì họ có thể hỏi em về kiến thức CS fundamental hoặc là kiến thức OS, hoặc là kiến thức về về system design. Đấy. Hoặc là họ có thể có một round cuối cùng là gặp director hoặc manager là hỏi về behavior. Thì cái này thì đến lúc đấy em phỏng vấn công ty nào thì em phải tìm hiểu. Nhưng mà cái cấu trúc về phỏng vấn Big Tech là nó standard là nó như thế. Do đó bây giờ mà nếu như mà để có một cái lộ trình học tốt ấy, thì sau khi anh nói như thế thì không biết em có mường tượng ra là bây giờ vào Đại học Quốc gia Hà Nội thì em áp vào cái syllabus Đại học Quốc gia Hà Nội thì em nghĩ là em phải học cái gì không? Em nghĩ là em luyện thuật toán. Ừ, thuật toán một mình không đủ. Em nghĩ bây giờ giả sử nhé, em phải pick ra ba cái thứ quan trọng nhất, xem ngành công nghệ thông tin trong 4 năm tới em phải học, thì em nghĩ là em học ba cái thứ quan trọng nhất là ba thứ nào? Thuật toán là cái đầu tiên. Tiếp theo thì chắc là CS Fundamental với cả OOP. OP thuật toán, CS fundamental, em có mường tượng ra người ta nói CS fundamental nó là gì không? Em nghĩ là nó hỏi mấy câu liên quan đến OS database. Em cũng chỉ biết sơ sơ không rõ cái Ừ. phần đấy. CS fundamental, CS là computer science đúng không? Fundamental là những cái cơ bản đúng không? Đấy, gọi là cơ bản về học máy tính ấy. Đây là cái từ nói cho vui thôi, nhưng cụ thể là trong CS fundamental nó rất là rộng. Thế những cái topic nào mà em phải nắm thì thế để anh mở cái file này ra anh chị xem. Rồi, đấy, chắc là để anh xem cái này xem cho nhỉ. Stop nhỉ. Ok, cool. Thì cái việc đầu tiên mà em phải học là trước khi em học thuật toán với tất cả các kiểu ấy, thì cái này luôn luôn là bọn anh khuyên các bạn phải chọn ra một ngôn ngữ và các bạn stick với nó. Tùy theo cái sở thích, cái đam mê cũng như là cái hiện tại hiểu biết của các bạn thì các bạn stick một cái ngôn ngữ. Nhiều bạn khi học đại học thì các bạn rất là đam mê technology và framework nên là các bạn đổi ngôn ngữ xoay xoay. Mới vào năm nhất thì code Java, đến năm 2 đi code mấy cái React, JavaScript, đến năm 3 sau mày thấy Node.js hay hay nhảy qua Node.js như thế, thì anh cũng không biết là cái đấy tốt hay là không.
Nhưng mà đối với cá nhân anh thì tốt nhất là các bạn nên pick một ngôn ngữ trước và hiểu về ngôn ngữ đấy, sau đi dùng cái ngôn ngữ đấy áp dụng vào cái chương trình học của các bạn ở trên đại học ấy, thì sau này các bạn có một ngôn ngữ nó mạnh rồi thì cái chuyện các bạn chuyển qua ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ thứ ba ấy, nó không phải là vấn đề quá lớn. Thì em biết là ở các công ty Big Tech họ rất là open về ngôn ngữ, khi mà em vào em đi phỏng vấn ấy, họ cho em chọn ngôn ngữ để code cái bài code and go ấy, họ cho em chọn ngôn ngữ để code. Rồi khi nếu mà em làm phải làm cái project bài tập về nhà ấy, họ cho em chọn cái ngôn ngữ tùy theo cái hiểu biết của em, chứ họ không bắt em viết cái ngôn ngữ của họ. Thì đấy là lý do tại sao bọn anh luôn luôn khuyên các em là nên chọn một ngôn ngữ trước. Thì có biết là Minh thì có biết ngôn ngữ nào chưa? Em có biết C cộng cộng với Python Ừ, ok, không? C++ cộng cộng Python là tốt rồi. Ok, C++ cộng cộng thì nếu mà em đi theo đường competitive programming mà sau này em muốn lập trình thi đấu, học sâu về thuật toán thì C++ cộng rất là tốt. Còn nếu không thì em có thể pick Python. Ngoài ra thì còn có Java là một ngôn ngữ rất là tốt để bắt đầu. Thì đấy là những cái ngôn ngữ mà cool. Đấy, thì em có thể pick một, hoặc là nếu em mạnh thì em có thể pick hai, nhưng ý anh nói là đừng có tham lam đổi xoay xoay. Những cái đấy nó không tốt về kỹ năng sau này. Cái kỹ năng của em là kỹ năng hiểu biết chứ không phải kỹ năng là biết nhiều ngôn ngữ. Thế thì việc đầu tiên là em pick một ngôn ngữ và em chịu khó em nắm vững cái ngôn ngữ đấy, những cái API trong ngôn ngữ đấy, những cái cách syntax, những cái cách code clean ở trong ngôn ngữ đấy. Ngôn ngữ nào cũng có cách viết code xấu và code đẹp cả, mình cố gắng biết cách code đẹp ngôn ngữ đấy thì sau này mình học lên cao thì nó rất là dễ. Đấy, thì việc đầu tiên là với một ngôn ngữ. Cái thứ hai là cái trong cái học của em ấy, chắc chắn là các thầy cô sẽ dạy cái môn lập trình hướng đối tượng. Biết là em đã nghe cái từ này bao giờ nhỉ, lập trình hướng đối tượng. Ừ, anh nghĩ là về công nghệ thông tin ít nhiều các em sẽ nghe, và đến khi em vào năm 1, năm 2 mà nghe các anh chị lớn hơn ấy cứ nói đến lập trình hướng hướng đối tượng hay là OOP các kiểu thì là chị nhỏ. Thì lập trình hướng đối tượng cái này thì anh nghĩ là hầu hết các trường sẽ dùng Java để dạy. Tuy nhiên thì các ngôn ngữ khác không phải nó không có cái tính chất hướng đối tượng của nó. Thì cái này em phải nắm cho chắc nếu mà động đến môn lập trình hướng đối tượng. Và nếu thực sự môn này mà bị mà ở trường em dạy bằng Java thì các em cứ welcome môn welcome Java, tôi dùng Java để code. Thì cái này ấy, bản chất nó là một cái philosophy về cái cách em tư duy, về cái tư duy về xem là cái ngôn ngữ của em khi mà em phải design thiết kế nó, các cái class, các cái method function nó interact với nhau như thế nào và làm sao để em có thể maintain scale lên. Đấy, cái này là hoàn toàn là một cái philosophy rất là quan trọng trong lập trình. Đó tại sao mà cái môn này là một trong những môn bắt buộc. Rồi sau khi có cái lập trình hướng đối tượng rồi thì cái môn tiếp theo mà em phải nắm cho vững đó là môn database. Database thì ở đây thì hầu hết các trường sẽ dạy cho em về SQL. Thì họ có thể dạy MySQL hay Postgre hay là cái gì đấy thì tùy họ, nhưng mà chắc chắn là nó là SQL, tức là Relational Database. Cái chỗ này em phải nắm cho thật kỹ là database kiểu một quan hệ là cái gì. Đấy, cách thiết kế bảng, cách thiết kế schema, các loại key. Thì ở chỗ này có thể trên trường sẽ dạy thêm các em về những cái chuyên sâu về database, như làm sao để tăng tăng cái độ read lên, tăng performance của database, đánh index như thế nào. Khi em đánh index thế này thì chuyện gì xảy ra phía sau. Nhưng cái đấy thường nó thiên về CS Fundamental, bọn anh sẽ dạy trong CS Fundamental nhiều hơn là môn database này. Bởi vì hồi sinh viên học cái này xong cũng khá, trả lại cho thầy khá là nhiều nên là anh xếp vào CS Fundamental. Thì sau khi em học được hướng đối tượng database thì tiếp theo nó sẽ đến cái phần CS Fundamental, nó là cái gì. CS Fundamental cái này nếu mà em đi học ấy, em sẽ thấy là cái môn này nó rải rác, nó học từ năm 1 đến năm 4. Và hầu hết sinh viên học như thế thì không biết chú trọng vào cái gì, và hầu các cái kiến thức năm 1 là đến năm 4 quên hết. Thì cái môn này bản chất nếu mà các em đi học ở trên trường mà không tập trung ấy, môn này cũng sẽ trả hết lại cho thầy. Thì sẽ có những cái điểm sau đây mà em cần lưu ý, nên nếu mà em gặp được cái môn đấy thì em biết là cái môn này nó quan trọng cho cái việc sau này của em khi mà đi đi làm thì em cố gắng em học. Thì cái môn đầu tiên mà nó quan trọng là cái môn kiến trúc máy tính và cái môn hệ điều hành. Đấy. Cái môn này thì những cái môn này thực sự nó rất là khó nhai, học rất là khô, y chang như cái học môn lịch sử, môn địa lý ấy, nó rất là khó nhai. Nhưng mà sau này đi thì sẽ bị hỏi, nên là em
khi mà em học dù nó khó nhai thế nào thì em cũng nên cố gắng em nắm được nó một tí và cố gắng take note để đến năm 4 em review lại cái môn này, môn rất quan trọng đấy. Nên là nếu mà em đi học ở trên trường mà học cái môn máy tính với hệ điều hành, nghe ai kêu khó, nghe ai kêu khổ thì kệ người ta, chắc chắn là môn này hơi khó khổ và hơi khó nhai. Thì em, nhưng mà bọn anh đã warn anh em trước rồi thì em cố gắng take note, ví dụ không được điểm A thì cố gắng điểm B, nhưng mà mình phải pay attention vào cái này. Rồi tiếp theo là cái môn database, thì database hồi nãy anh nói là thiết kế bảng, thiết kế cột các kiểu. Nhưng mà khi mà database nói về chuyện indexing, nói về chuyện normalization, thì normalization là chuẩn hóa database ấy. Nếu mà em có nghe những cái từ đấy thì em biết là cái những cái từ này khá là quan trọng. Những cái chuyện học về key, primary key, foreign key, các bảng cho như thế nào, đấy là những cái kiến thức quan trọng. Dù là nó khô khan, dù là có thể mệt mỏi, em cũng nên pay attention cho nó. Đấy là những kiến thức. Ngoài ra thì còn có network. Môn network cũng là môn mà nhiều người trả lời cho thầy. Đấy, môn network thì TCP, IP, Internet Protocol như thế nào, thì đấy là cái thứ mà vì nó khô khan nên anh sẽ chết rồi, các em cố gắng take note lại. Và cái môn này thường nó nằm ở năm 4, năm 3, năm 4. Đấy là tại sao mà em học đến năm 3, năm 4 em quên hết kiến thức năm 1, năm 2, đến khi em ôn lại rồi em lại sẽ nhớ lại thôi, nhưng mà nhớ những cái keyword như thế. Rồi đến tiếp theo chúng ta mới nói là cái môn data structure and algorithm chính là môn giải thuật. Thì trong này nó có hai vấn đề, chúng ta nói ngắn gọn là môn giải thuật nhưng mà nó có hai vấn đề. Một là data structure, hai là algorithm. Data structure là cấu trúc dữ liệu, nó khác với môn cơ sở dữ liệu, cái này cấu trúc dữ liệu. Và tiếp theo algorithm là thuật toán. Thì cái chỗ này các em phải nắm cả hai đấy. Thì có nhiều bạn thì rất thích thuật toán nhưng lại yếu về data structure. Đấy, nhiều bạn thì code data structure rất là tốt nhưng lại yếu thuật toán ở trên những cái data structure cơ bản như string array. Thì cái này các em phải vững cả hai, nó là cái nó là đi bằng hai chân đó, tại sao nó ghi là data structure and algorithm. Và đây chính là cái môn mà nếu em đam mê giải thuật, em đam mê là competitive programming, thì đây là cái môn mà em có thể bắt đầu càng sớm càng tốt. Cái môn bọn anh xếp cái này vào cái thứ tư, nhưng để bắt đầu môn này nó không đòi hỏi kiến thức gì của em quá cao siêu, chỉ đòi hỏi em kiến thức của một ngôn ngữ lập trình. Em biết một ngôn ngữ lập trình là em đã có thể start cái này rồi, chứ không nhất thiết phải đợi các cái module khác. Do đó rất nhiều bạn môn này nếu mà em là học chuyên tin ấy thì đã được giảng dạy từ lớp 10. Đấy, khi mà các bạn vào thì các bạn đã học cái môn này rồi. Do đó là nếu mà bây giờ em vào đại học mà em quan tâm và chuẩn bị cho con đường sau này thì môn này em có thể start luôn, không cần phải đợi nhiều. Đấy, cái requirement đầu vào của cái này nó rất là ít, nghĩa là em biết một ngôn ngữ. Cái thứ năm thì đây là cái thế mạnh của Engineer Pro. Bọn anh không mạnh về front end mà bọn anh mạnh về back end. Thì cái back end này nó không dạy cho các em cái chuyện là đi code ngôn ngữ nữa, mà back end này sẽ dạy cho các em về tư duy của cái hệ thống, xem là một cái hệ thống lớn thì nó có những cái mảng gì ở phía sau, microservice nó trông như thế nào, việc nói chuyện qua lại giữa các service cũng như là các module khác, ví dụ như cache, SQL thì nó trông như thế nào. Và cái môn này thì được giảng dạy bởi những cái anh mà đã và đang làm ở Big Tech và có cái kinh nghiệm thực chiến ở trong những cái team mà nó có độ scale cao. Thì càng là ngoài cái việc mà dạy về kiến thức thì luôn luôn cái kỹ năng cũng như cái kinh nghiệm cũng như cái vấn đề gặp phải mà không xử lý được, hay là on call, hay là những cái lỗi nó xảy ra trên production như thế nào thì sẽ được các anh ấy giảng dạy luôn ở trong những cái tiết học như thế này. Thì để các em biết là cái ngoài mặt đấy thì chúng ta nói là chúng ta design, chúng ta nghe nó kinh khủng lắm, nào là high availability, high consistency các kiểu, nhưng bản chất thực sự trên production thì nó gặp lỗi như thế nào và những cái đấy thì chúng ta có achieve được không, và nếu achieve được thì cái cách fix nó như thế nào, thì cái chuyện đấy thì cái chuyện nó xảy ra đương nhiên và thường xuyên trong các công ty lớn để chúng ta đỡ bớt lo và cho ta biết thực tế ngoài cuộc sống này nó như thế nào. Thì đây là cái lộ trình mà 5 điểm cơ bản mà bọn anh luôn luôn giới thiệu cho các bạn mới cũng như các bạn sinh viên, để các bạn biết là trước khi bước vào con đường đại học thì cái con đường sắp tới nó trông như thế nào, và các bạn có những cái điểm chủ chốt, những điểm quan trọng nhất để các bạn tập trung. Thì anh nói cái này là những cái điểm mà chủ chốt và quan trọng nhất, không có nghĩa là các môn khác không quan trọng, nhưng cái thứ tự ưu tiên của các em thì các em phải biết là cái nào là cái quan trọng nhất cho các em đầu ra sau này. Đấy, để các em có thể có được một cái kết quả tốt nhất và sau này xin việc đi ra các công ty lớn thì các em có thể phỏng vấn và đi làm một cách gọi là smooth nhất. Thì nghe có câu hỏi hay là có gì chưa clear không? Thì có thể hỏi anh để anh có thể nói lại cho em.
Ở cái khoản là stick với một ngôn ngữ lập trình ấy, thì theo anh bây giờ em nên qua khoản viết cộng hay là Python này? Cái này thì thứ nhất nhá là do sở thích của em có muốn đi theo competitive programming hay là em muốn như thế nào? Em cũng muốn theo competitive programming. Ok, em muốn theo nhưng mà em đã có căn bản về lập trình chưa? Trước đây em đã tiếp xúc với lập trình lâu chưa? Em cũng tiếp xúc rồi, cấp ba em cũng đi thi thố linh tinh, Ok, các bạn em thi tố là em thi cấp nào nhỉ? thì học sinh ở thành phố. Đi ở thành phố. Ok, cool. Tức là hồi đấy là em đã dùng ngôn ngữ nào để em Em dùng C cộng cộng từ đấy, C cộng cộng luôn. Ok. Thực ra mà nói nếu em đã tiếp xúc vào C cộng cộng và em đã biết cách sử dụng C cộng cộng để đi thi thì anh khuyến khích em nên theo C cộng cộng. Và sau này nếu đến năm 3, năm 4 khi mà em đi intern ấy, em phát hiện ra là em cần một ngôn ngữ khác thì em có thể skip qua Java. Bởi vì Python là một ngữ rất khá dễ học. Nhưng mà nếu em đã học được C cộng cộng rồi thì đừng có phí cái C cộng cộng, cái căn bản của C cộng cộng đấy. Đấy là cái lời khuyên của anh. Còn cái chuyện em pick thì bây giờ trong tay em có Python và C cộng cộng thì anh cũng suggest em là tìm hiểu thêm Java rồi sau đó em pick một. Nhưng mà nếu em đã có rồi thì nếu anh là em nhé, nếu anh là em nhé, anh sẽ stick với C cộng cộng. Em nghĩ là C cộng cộng là chắc chắn rồi, tại vì theo competitive programming ở club ở trường cũng rất là tốt, nhưng Python nó cực lợi, nó là ngôn ngữ phổ biến đi phỏng vấn, tại vì nó sẽ giúp em có cái tiêu chí gọi là viết code clean cho nó đẹp, nó nhanh. Thì thế anh nghĩ là do là em biết cả hai rồi, em nghĩ là trong trường này nên recommend là practice cả hai, đi việc thi thi đấu thì C cộng cộng, nhưng mà luyện code để đi phỏng vấn thì cứ Python thôi. Em dạy học viên nghìn người rồi, toàn Python thường ấy, nó rất là lợi, không có tội gì bỏ, không tội gì. Còn Java thì được cái là đi phỏng vấn một số bank ở Việt Nam nó lại thích, nên là lại lên học biết được Thực tế Java, thực tế em đã biết C cộng cộng rồi thì sau này em đẩy qua Java nhanh lắm. chưa. Java nó không phải là cái gì nó quá cao siêu nếu biết C cộng cộng. Nghĩa là tất nhiên anh Lâm cũng nói Python nó có một cái lợi thế rất là lớn, đó là khi em đi code và interview ấy thì code nhanh và code rất là clean. Thì em có hai ngôn ngữ này thì anh nghĩ là em cứ stick hai ngôn ngữ này đi rồi sau đấy lên đến năm 2, năm 3 rồi em sẽ suy nghĩ tiếp, đừng băn khoăn về mặt ngôn ngữ nếu em đã có hai ngôn ngữ này rồi. Em hỏi thêm là nếu mà đi xin việc ở nước ngoài thì nên ưu tiên những nước nào trước ạ? Đi xin tuyển nước ngoài ưu tiên những nước nào trước? Bây giờ em đi nước ngoài em muốn là đi định cư hay đi đi làm kiếm tiền trong một sau vài năm thì em quay về, hay là em gọi là đi trải nghiệm thế thôi, còn em chưa biết là sau này em có định cư hay là em quay về. Em thì em muốn đi làm quay về. Ok, tức là mục đích là đi kiếm tiền thôi đúng không? Ok, nếu kiếm tiền thì cái thứ nhất nói về kiếm tiền đã nhắc rồi, chúng ta sẽ phân tích xem là cái con đường đi dễ hay khó. Thì kiếm tiền mà nhiều nhất thì chắc chắn là đến Silicon Valley. Silicon Valley nhé, chứ không phải đến Mỹ. Đến Mỹ mà em vào nhầm nhầm bang thì tiền nó không nhiều đâu. Đấy. À, em bảo Cái là ý thứ ý là nhất. nên là tư vấn theo kiểu là bây giờ là sau 4 năm nữa là em ấy đã có cái bằng viên new, đi nước nào cho hợp lý dựa vào cái hình tình hiện tại. Ok, thì anh sẽ nói từ từ thế. Thì nếu mà muốn kiếm tiền nhiều nhất thì em phải đi Silicon Valley. Cái thứ hai là em phải đến New York làm banh. Chứ còn đến các nơi khác thì tiền không nhiều. Ở các bạn khác thì tiền không nhiều đâu. Tiếp theo là cái điểm đáp thứ hai ấy là Singapore. Singapore có thể con số absolute nó không cao nhưng tax nó rất là thấp, do đó tiền em sẽ kiếm được rất là nhiều. Cái thứ ba là cái điểm mới nổi nó ở Dubai. Tax nó bằng không và tiền nó trả cao hơn Singapore. Đấy, thì cái điểm này điểm đến mới. Đấy là nếu em đi kiếm tiền. Chứ còn nếu mà câu chuyện là em đi định cư thì lúc đấy câu chuyện nó khác, nó phải tùy xem là finance của em, gia đình em như thế nào, thì lúc đấy anh nghĩ là đến lúc đấy chúng ta sẽ tư vấn cái vấn đề định cư nó đấy hơn, bởi vì bản thân bọn anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm định cư. Đấy, nhưng mà để tiền thì bọn anh biết. Thì bây giờ đến Mỹ thì vấn đề em biết là đến Mỹ thì thứ nhất là các em phải có sponsor. Nếu em đi được intern thì tốt, không thì H1B. À quên, Mỹ thì em phải nói London kiếm tiền rất là tốt. Đấy, thì nếu mà đến Mỹ thì cái vấn đề H1B rất là khó.
Thì cái cửa sang Mỹ bây giờ nó phải nói là đóng, và em biết là vấn đề nhập cư của Mỹ. Thế còn đến nếu mà em đã có bằng đại học ở Việt Nam mà muốn sang Dubai, muốn sang Singapore để kiếm tiền thì cái cửa này nó sáng hơn rất là nhiều. Và hiện nay Dubai thì kể cả cái đội Engineer Pro, những cái bạn mid career trong Engineer Pro bọn anh vẫn khuyên là các bạn nên xem cái thị trường Dubai. Vì thị trường Dubai bây giờ họ hút nhân tài khá nhiều, họ muốn cạnh tranh ngược lại với Singapore. Họ hút nhân tài khá là nhiều. Và cái vấn đề visa từ Việt Nam sang Dubai nó thông thoáng hơn rất là nhiều, nó đỡ phải cấp hơn là Singapore. Singapore sẽ bị dính ở cái chỗ là làm EP. Nhưng mà nếu mà em học Đại học Quốc gia Hà Nội rồi thì em là top của ba trường mà được recognize bởi chính phủ Singapore. Thì cái vấn đề là em vào đấy thì em đã có 20 điểm để em làm EP rồi. Thì cái tiếp theo là em cần đậu vào một công ty đủ lớn để cái mức lương em nó tương xứng với cái số năm kinh nghiệm cộng theo là cái benchmark với cái thị trường lao động địa phương. Thì những cái công ty mà có thể sponsor cái mức lương đấy cho em ấy thì hiện nay hầu như là tuyển nhiều nhất đó là TikTok. Ở Singapore tuyển nhiều nhất đó là TikTok. Ngoài ra thì có một số công ty khác, nhưng mà anh đều hướng các bạn là đi vào TikTok. Bởi vì cứ đậu vào TikTok thì chắc chắn là cái mức lương là nó overkill cái mức đấy rồi, thì cứ đậu là sẽ có đường đi thôi, là sẽ đi được thôi, không phải question cái gì cả. Nhưng mà phải nói thật với em là đợt này có một cái gì đó somehow nó rất magic đối với các bạn mà chuẩn bị ra new grad của học viên bọn anh. Đông là được Amazon ở bên châu Âu gọi. Nói vậy nha, châu Âu là một gì đó nó cũng rất hay nha. Đợt này á, gọi đông lắm. 10 thì gọi cả 10. Toàn bạn new grad của trường đại học FPT Hà Nội này. Trường đại học Quốc gia Hồ Chí Minh ở trường đại học thì đợt này đó cũng là một cái rất đáng cân nhắc. Và bọn anh đợt vừa rồi là refer rất nhiều bạn, phải nói công nhận là refer thật là thật sự hiệu quả. Tại em biết thì thế thế mới hiểu được là cái sức mạnh của refer. Bọn anh có những anh em làm ở những công ty lớn rất là nhiều á, nên thành ra là hay refer học viên ấy, nên là thành ra là rất là dễ được gọi, cũng có một phần là dễ được gọi. Còn đương nhiên thì refer ở Việt Nam và Big Tech thì nó lại đơn giản hơn khá khá nhiều nhé, tại vì em là người Việt Nam, em phải không phải xin giấy phép lao động, phép gì cả. Không cần. Nên thành ra là bọn anh cũng refer rất nhiều bạn new grad vào những công ty tốt ở Việt Nam. Tại vì những công ty tốt ở Việt Nam ấy, nếu trường hợp em không đi nước ngoài luôn thì em những công ty tốt ở Việt Nam như kiểu Microsoft này, Worldcon, Grab, Shopee, Ason, Inbound Hero gì đó, nó sẽ bàn đạp để cho em đi phỏng vấn những công ty big tech sau này. Rất dễ dàng, từ CV em sẽ đẹp hơn. Thế bây giờ anh nghĩ là sẽ cần luyện từ bây giờ, và em cần build một cái network connection nữa. Và đây ví dụ em đến với bọn anh như này là có một cái connection đấy, tức là em quen anh và anh Hòa là quen rất nhiều bạn đang làm ở công ty khác rồi, mạng lưới mà đang bọn anh hoàn toàn có thể support được nếu em tham gia cùng công luyện của bọn anh. Rất đơn giản, tại vì nói chung là bọn anh làm này cũng hơn 3 năm rồi, nên là cũng rất là nhiều ca bọn anh phải support được. Tuy nhiên với trường hợp các bạn ấy học phải đúng, tức là thi gì học đấy, chứ ví dụ em mà thi thi khối A mà em cứ đòi văn sử địa thì bọn anh cũng khó, và phải học cho đúng, phải học cho đúng thì là sao. Thì ví dụ kia là một cái option cho em, lộ trình tham khảo ví dụ vậy, để em có thể start dễ đi. Và hạn chế nhá, do mà em đã vào intake rồi nhá, hạn chế cái việc thi mấy cái certificate nhá. Ví dụ công ty anh không dùng mấy cái đấy, AWS thì không có, là em thi cái đấy không có thể, mấy cậu Google cũng không cần, Uber không cần hay gì đó, hạn chế thì học biết thôi thôi cũng được, nhưng mà bảo là có hack không thì không. Microsoft thi Microsoft thì Grab không, nhớ nhá, ý bảo thì là học cái gì cho tại dạo đợt này thì anh em trào lưu đi thi nhiều nó cũng tốt thôi, nhưng mà cẩn thận đấy, không đi track ấy. Thì đó đó là cái mà anh muốn nói, tức là tránh những cái fancy, tránh những cái fancy, những cái từ fancy, mình tập trung mình ôn thôi. Thi vào Google không phải là học mấy cái Google Cloud hay là đi thi, cũng tốn kém hết đấy anh ạ. Học ấy, em cũng biết AWS cũng mất nhiều tiền lắm á, mất nhiều thời gian đấy, nhưng mà thực sự nó không hép gì. Mấy bạn anh thằng nào làm Amazon không có thằng nào cần để kiểm tra cái certificate này cả, nên là thật sự nhé. Đây là nói trước vậy thôi cho em biết là đi, nếu mà không chọn đúng đường ngay từ đầu, không chọn đúng nền văn minh ấy, thì em sẽ dễ dàng
đi theo những cái thứ mà nó có thể phông heo em lắm. Mặc dù nó vẫn đẹp vào CV, nó để phông heo là em trong cái đường mà em đã chọn. Thì đấy là cái mà anh muốn đi, chọn học thế nào cho đúng. Còn nếu mà em thích làm liên quan đến sale thì học cái đấy hợp lý. Vì sale ấy, cái social architect là một trong những cái role vì sale. Học thêm tại ăn nói một tí, đi tư vấn cho các tổ chức doanh nghiệp thì nó lại câu chuyện khác, thì lúc ấy lại không giúp được. Vậy do của em là dân dân software engineer. Nó khác với social engineer là em đi pre-sale, tựa kiểu đi sale ấy hay nó tư vấn ấy. Thì cái này ấy, để nốt thêm một chút cho em. Em khá là mới sợ nó lạc lối nhỉ. Nhưng mà thôi, thì cái thái độ tư duy học tập này em nghĩ đánh giá rất là cao đấy. Mới chưa chưa còn chưa nhập học đã lo cũng tốt cả. Ok ông Chí Minh, anh thấy ok không? Chắc clear lắm nhỉ. Có câu hỏi gì của anh không? Còn không thì hy vọng là bọn em có thể tham gia sớm của bọn anh để phải ôn luyện, để bọn anh hay training internal cho học viên ấy, hay mang cơ hội các kiểu thế. Năm nhất năm hai thoải mái. Đợt vừa rồi có một bạn khá là hay ở team anh, là bạn đấy còn không đi học, không không học đại học cơ, nhưng vẫn đỗ Grab, là một case study điển hình của bọn anh support và đỗ một số trường khác. Nhưng mà đương nhiên là sau cái vụ đỗ đấy thì bạn cũng khuyên là cũng cũng chọn một số trường đại học để vừa học vừa làm, để mai sau đi nước ngoài cho dễ. Nhưng mà đấy là một ca mà bọn anh tự cũng cũng tư vấn khá tự hào, khá là hay. Kể cho em thêm một tí, Grab Việt Nam thì cũng là một công ty rất là tốt để là bàn đào để đi đi sao. Tại vì một số bạn học xong Grab, làm xong Grab Việt Nam thì bọn anh cũng refer được sang một số nước để có interview, ví dụ Uber, một công ty rất là ngon. Uber cho em biết, rất xịn, ví dụ vậy chẳng hạn. Tức là đó, cơ hội rộng mở khi mà em có một cái brand name ghi vào. Và cũng chúc mừng em là em có một cái brand name rất là tốt, là trường VNU đó, ở trên CV ít nhất là em có cái đấy để ghi vào rồi, thế là ổn đấy. Cứ kiếm thêm nữa để ghi vào CV là xong. Anh nghĩ ok chưa? Cứ nói chung là cứ thích in gì cứ, cứ học đúng cái thôi, nên là em đừng lo. Giống kiểu ngày xưa ấy, bây giờ là em đi ôn đại học đúng không, thầy bảo luyện cái đề này thì cứ luyện thế thôi, đi thi đúng không, thầy cũng thấy nhẹ nhàng hơn đúng không, em thấy đấy đúng không? À, bây giờ nếu mà cũng có một con đường cho em như thế, bảo em học cái này đi, chờ ngày đi thi thì nó cũng dễ nhỉ. Nhiều bạn thì, em nghĩ là một anh Hoàng, em nghĩ một phần nhiều bạn không thể đến Big Tech do là không có những cái lợi, những cái chỗ ôn thi thế, nếu có thì đơn giản anh ạ. Ngày xưa em đi ôn thi đại học mà ngồi 3 năm với thầy ôn toàn lý hóa, đi thi thì nó cũng dễ đỗ hơn rất nhiều so với cái luyện tự bơi ấy. Còn nếu em nghĩ là đi thi Big Tech cũng thế, nó cũng chỉ là những kỳ thi thôi, nếu mà ôn tốt thôi thì nó đơn giản lắm, đơn giản hơn khá nhiều. Đương nhiên là vẫn khó nhưng mà nhiều cái nó sẽ được gạt bỏ, khó khăn được gạt bỏ rất là nhiều lắm. Anh nghĩ là Chí Minh, hy vọng em có lựa chọn đúng đắn, ôn tập cho tốt, ok chưa? Rồi. Clear nhá. Có câu hỏi gì cần hỏi của anh Thực không? ra cái vấn đề ôn luyện thì anh có cái này cũng remind các bạn này, nếu mà các bạn ôn luyện 4 năm đại học, thực sự là cái thời gian nếu mà các bạn có chuẩn bị trước thì rất là tốt, bởi vì ngay cái thời điểm các bạn ra là các bạn đã là tính là fresh graduate. Khi các bạn đi thi, các bạn đi phỏng vấn thì họ xếp chung với cái hạng fresh graduate. Nhưng mà nếu mà các bạn tốt nghiệp xong các bạn đi làm 1 năm, sau các bạn quên hết kiến thức rồi bắt đầu các bạn mới quay lại các bạn ôn phỏng vấn, thì lúc đó người ta giả sử mất 6 tháng thì người ta đã tính cho các em là một 1.5 kinh nghiệm, 1 năm rưỡi kinh nghiệm rồi. Thì lúc này các em đi phỏng vấn này sẽ được phỏng vấn chung với những người mid career, mid gọi là mid level, chứ người ta không tính là fresh graduate nữa. Thì lúc này cái lượng kiến thức nó sẽ tăng lên, do đó lúc này cái giống như là đi đi đấm bốc ấy, thì cái hạng cân các em đã bị nâng lên rồi đấy. Thì nên là nếu mà fresh graduate ra ấy, thì hầu như chỉ dính thuật toán thôi và một ít kiến thức về system thôi là có thể pass. Nhưng nếu 1.5 kinh nghiệm đến 2 năm kinh nghiệm mà lúc đấy mới đi apply thì mid career họ sẽ nặng hơn rất là nhiều. Đấy là cái mà anh nói là 4 năm đại học của các em, nếu các em tập trung vào đúng đủ và focus là vào những cái thứ mà nó quan trọng nhất, ăn điểm nhiều nhất ấy, thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và phải tận dụng là mình mới ra trường, cái chương trình fresh graduate họ phỏng vấn khác so với cái level mà đã đi làm 1 năm rưỡi 2 năm rồi, phỏng vấn hoàn toàn khác.
Thì đấy là cái điểm lợi thế ở các công ty Big Tech mà chúng ta phải thực sự chúng ta phải make use nó, chúng ta phải lợi dụng cái kẽ hở đấy. À, 4 năm còn xa lắm thôi, chợ bây giờ nhắc cho Minh ấy thì nó hơi khó, chắc là remind cho các bạn đang xem thôi. Chứ Minh còn 4 năm nữa thì cứ từ từ, đừng có lo quá. Thì cứ Yeah, anh nghĩ là ôn. bốn bốn Đấy. năm nữa thì em nên target vào khoảng năm ba em đi intern ở một công ty super khủng, đấy là một thành công rất lớn rồi, một tấm vé thông hành khá lớn để sau này em Tại thường là ra các trường bạn là em sẽ có. ra mà học viên của bọn anh là cũng bắt đầu cho đi thi new grad rồi, tại vì nó tuyển trước 1 năm rồi. Em được. Nên là lại như thi đại học thôi. Ngày xưa em năm lớp 10 nó bắt đầu đi ôn thi rồi đúng không? 3 năm sau em đi đại học à, viên yêu. Giờ ôn tiếp. Đơn giản. Thế trang tâm nhé. Thế cứ nói như vậy đi cho em nhẹ nhàng. Ok. Thì keep track của bọn anh nếu có cơ hội làm việc với bọn em. Bọn anh rất là lại. Team đội ngũ bọn anh thì rất là nhiều bạn đang làm những công ty lớn Google, Amazon, Facebook, Meta, WorldCrunch, Grab, Shopee, TikTok, TikTok nhiều nhất. Thì nhé, hy vọng có thể sớm làm việc với em để chúng ta bắt đầu ôn luyện. Nếu nếu có dịp nhé, tất nhiên là nếu có dịp. Ok chưa? Ok. Thì tự đi lên, vui nhé. Thế clear mọi thứ cho em. Clear. Thì, ok, thì hôm nay anh em mình có thể kết thúc buổi tư vấn đây nhé, được chưa anh Hòa? Ok, thì hôm nay rất là vui có anh Hòa và em Minh sinh năm nhất, chủ nhiệm năm nhất đã tham gia với buổi tư vấn 1-1 của Angel Bro. Hy vọng các bạn là muốn được tư vấn thì cứ nhắn tin cho fanpage Angel Bro Academy để đăng ký nhé. Chúng mình rất sẵn sàng. Thì hôm nay thì chào các bạn và hẹn lại nhé. Hôm nay đi ngủ sớm nhé. Okay, bye bye nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.